Tôi tên là Nguyễn Hiền, năm nay tôi 42 tuổi. Tôi đã bị tiểu đường và mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Tôi đã tìm hiểu về sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Sau trải qua thời gian tôi đã sử dụng sản phẩm này thì tôi thấy rất tốt cho mọi chỉ số của tôi. Sau một liệu trình tôi đã đi khám lại và tôi thấy mọi thứ đã ổn định trở lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục để duy trì. Hôm nay tôi giới thiệu cho tất cả mọi người được biết cửa hàng Nhượng Quyền Dung Duyên. Xin chân thành cảm ơn bạn đã dẫn đến cho tôi một sản phẩm tuyệt vời.